Lúc đó con có nghe bạn con nói là ảnh vào ảnh nói là em nhỏ này ngực to, em nhỏ này ngực to. Xong rồi mình cũng suy nghĩ là bây giờ mình ém cho riêng mình người ta. Làm gì làm chứ con thầy vợ bạn gái công ty nha Long. Thì thôi mình giải quyết trước khi bả vào công ty là xong. Đúng rồi. Trời. Xong rồi con gạch tên cổ luôn khỏi danh sách. Ngay ngày hôm đó lúc đó con không make up gì cả, mặt con rất là xấu. Và anh đến, anh mở, anh vừa mới máng đồ ăn lên cổng rồi là anh gặp con. À, lúc đó con không có thấy anh bị hoảng hốt á cô. Lúc đó con chém một quỵ rồi. Hồi trước á thì con có khởi nghiệp á cô. Thì tụi con khi mà gọi vốn được á thì tụi con có mở rộng công ty ra, nữa là có bắt đầu tuyển dụng trợ lý cho con. Thì có gặp bạn. Thì lúc đó là giới thiệu thì kiểu như là con chỉ trao đổi ngoài anh em gặp nhau ở quán cà phê thôi. Lúc đó con bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó con cỡ 27. 27 mà khởi nghiệp ha. Vậy là cách đây 4 năm rồi ha. Dạ. Là bằng tuổi vợ con bây giờ. À, lần đầu tiên nhìn cô gái này có thấy cô giống một cái nhân vật nào trong phim hoạt hình không? Lúc đó cô đi chụp hình á chú. Cô đi chụp hình mẫu. Thành thử ra là khi mà con gặp con mê lắm. Mê lắm mà mình phải giữ hình tượng. Đúng rồi, dù gì mình cũng đang tìm người mà, đúng không? Lúc mà gặp xong xuôi về thì cổ đi công tác ở nước ngoài. Khoảng thời gian thì anh em cứ hẹn lần, hẹn mòn, hẹn lần, hẹn mòn. Ủa lúc đó con làm ở công ty nào mà con đi công tác nước ngoài? Nhà con làm của một hệ sinh thái nhà hàng của ba nước ạ. Mà con lại vẫn muốn làm thêm, tức là con muốn thêm job hay là con muốn đổi job? Dạ con, tại vì con bị tham vọng á. Dạ với lại là con cũng muốn là plan của con trong tương lai là về Việt Nam. Nhưng mà cái lần đầu tiên con vô đi phỏng vấn và gặp ông này thì có ấn tượng gì về ông Long này không? Dạ tại vì là anh Long thì ảnh hẹn con rất là nhiều lần. Và ảnh nhờ trợ lý của ảnh hẹn con lúc mà con ở nước ngoài nữa. Xong lúc đó con về Việt Nam rồi thì cũng hẹn bất ngờ, con cũng không phải định là ngày hôm đó con gặp anh Long. Thì con có chấp nhận một concept chụp hình rất là nổi loạn. Lúc đó con qua thì con thấy là với cái hình hài này mà phỏng vấn là thế nào cũng rớt. Dạ, tại vì là mặc đồ rất là sexy. Với lại là tóc thì mình bớt theo kiểu da đen á cô. Mà make up thì rất là đậm. Thì cái đó là cái tối kỵ nhất trong phỏng vấn. Cho nên là con tìm một cái cửa hàng thời trang gần đó, con thay đổi ngoại hình của con thành một cô công sở. Ai về bước vô anh Long anh ấn tượng. Dạ, lúc đó con có nghe bạn con nói là ảnh vào ảnh nói là em nhỏ này ngực to, em nhỏ này ngực to. Trai mà chú mê chứ. Con bị ghét cái vụ đó. Dạ. Tại vì nếu như mà tuyển con về ngoại hình thì con không thích lắm. Dạ. Con thích là năng lực đúng không? Dạ. Sau đó khi mà tuyển đậu rồi á cô thì con lại là em gái con xanh. Cho nên là con mới gọi anh ơi cho em delay cho em dời lại một tháng. Chắc là con phải tuyển liền thôi đúng không? Lúc đó thì con có ý định là tuyển liền. Rồi sau này thì tìm hiểu dài thì con mới biết là cô này cũng vậy cũng được. Thì mình thôi dành đi, dành về công ty mình đi, chắc gì để đi ra hồi nữa mất tiêu. Mất tiêu sợ. Nhận liền. Dạ nhận liền mà lúc đó là con chưa có ý gì chứ á. Rồi đến khi nào con có ý với Yuna? Dạ cái hôm đó là hai anh em ngồi nói chuyện với nhau qua mạng. Thì hai anh em ngồi nói chuyện thì cổ mới gửi một cái hình em đang về em chăm sóc em của em. Với lại là em đang nấu món ăn chay nè. Con thì con có thiện cảm với lại người phụ nữ của gia đình lắm. Rất thiện cảm luôn. Con nhìn cái hình đó con bị cái con mê. Xong rồi mình cũng suy nghĩ là bây giờ mình ém cho riêng mình người ta. Coi như đây là tài sản công ty mà cướp để dành riêng cho bản thân mình. Nghĩa là hay nhận vô là gặp mấy ông kia nữa. Nhiều khi mấy ông kia ông cướp của mình là sao? Anh em hay nói trong công ty với nhau vui là làm gì làm chứ con thầy vợ bạn gái công ty nha Long. Thì thôi mình giải quyết trước khi bả vào công ty là xong. Đúng rồi. Trời ơi. Xong rồi con gạch tên cổ luôn khỏi danh sách. Để cho coi như là bọn bạn xung quanh khỏi có kỳ kèo nữa đúng không? Bắt đầu lên chuyến đường gặp riêng. Cái lúc đó con có biết con bị gạch tên khỏi công ty không? Dạ con biết tại vì con có nội gián mà. Trước khi anh gạch tên con là anh đã có một cái thời gian anh lo lót đường để có tình cảm với con rồi. Dạ, sáng cứ 5:30 là anh sẽ dậy và anh mua đồ ăn sáng qua phòng của con và máng ra trước cửa. Và nhắn tin là em ơi trước khi đi làm dậy ăn sáng nha em. Dạ phải một tháng đó cô, liên tục với nhau là một tháng như vậy. Nhưng mà như vậy thì chưa đủ để con chinh phục được con, tại vì là ngoài con kinh doanh online, tại vì lúc đó con mới về Việt Nam mà anh này thì lại chờ kết quả. Thì con lại kinh doanh thêm một mặt hàng nữa là nước hoa chiết đó cô. Dạ thì là con sẽ đi gửi cái nước hoa đó cho các đại lý sĩ của con. Ngay ngày hôm đó lúc đó con không make up gì cả, mặt con rất là xấu. Và anh đến, anh mở, anh vừa mới máng đồ ăn lên cổng rồi là anh gặp con. Mà lúc đó con không có thấy anh bị hoảng hốt á cô. Đúng rồi, con chém một quỵ rồi, chưa. Em giữ bình tĩnh, con đứng lại được. Dạ. Xong cái con mới nói, dạ, ông này cũng được. Tại con không thấy là ông bị hoảng hốt như
những cái anh mà gặp con bị không có make up, không có son môi thứ, thì con nói chắc cũng được lên điểm rồi. Rồi thì bao lâu thì con mới hai đứa chính thức yêu nhau? Có tỏ tình. Con thì con không có dùng Facebook nhiều, thành thử ra là mấy anh em mà trên Facebook á thì nhắn coi cái Facebook của vợ con thì mới thấy là à, cổ đăng cái dòng status là được tỏ tình trong ngàn ngọn nến lung linh sao lấp lánh gì đó, quá trời luôn. Cái bắt đầu mấy anh trong group á, mấy anh mới nhắn là à, Long Long ngàn ngọn nến nha, sao lung linh nha, nhớ nha. Thì mình bắt đầu nghĩ rồi mình sẽ đi từ cái ý tưởng này mình đi lên. Tới hôm đó rủ đi chơi cô cũng đồng ý rồi, tự nhiên mưa bão cho mấy mưa nữa rồi sao rồi chăm nến mà bây giờ không mưa không bão thì cái nến ở ngoài biển ở đâu ra mà nó cháy được cho con đó. Bây giờ chỉ có cái đèn bằng pin thôi. Rồi cái con lôi về nhà. Nhà con, ở đâu vô phòng cái con cũng chăm nến, chăm một vòng, nhưng mà cổ ở ngoài phòng khách đó, con chăm một vòng hình trái tim mà nè, xong rồi bắt đầu mời cổ vô, xong cái vô mà tỏ tình dụng về lắm, lắp bắp hồi cổ cho đậu vớt. Không có được trực tiếp nữa. Không được luôn hả? Nhưng mà cảm động không, Yuna? Dạ, lúc đó thì con thấy, tại vì là con biết ảnh là nền tảng kỹ thuật cho nên ảnh rất là khô khan. Mà anh để tìm hiểu con trên dòng trạng thái này nọ kia, tại vì con có nội gián nên con biết cái điều đó. Nên con cũng cảm thấy là ok này, cũng có tình cảm, cũng có sự chuẩn bị, với lại là cũng bỏ thời gian cho con. Dạ, thì con cũng có cảm động. Rồi thôi bây giờ là cưới nhau được bao nhiêu lâu rồi Long? Dạ hai vợ chồng con cưới nhau được 1 năm 4 tháng. Một năm 4 tháng. Rồi vẫn còn có tình vui lắm. Gì chưa? Dạ chưa. Dạ chưa con cũng cày khổ lắm chú. Cưới nhau về một cái thời gian mới con năm mấy nay thì có lòi tật xấu gì ra không một con? 1 năm 4 tháng đó. Ôi nhiều lắm. Là bên này lòi hay là con lòi? Con cũng có mà vợ lòi qua lòi lại có. Mà con hiện tại thì con thấy của vợ con thì hồi nãy chú thấy hồi trước lúc mà mới bắt đầu mà yêu xong rồi bắt đầu con có tình cảm với cổ là lúc mà cổ nấu cơm rồi người phụ nữ gia đình đó, đó. Người phụ nữ gia đình công việc chăm sóc mình thích lắm nơi mẹ chồng mới coi xong cái bắt đầu xong cái bắt đầu về thì con thấy cổ cũng có nấu cổ nấu ngon lắm, nấu ngon hơn con nhiều, mà có điều là từng nấu 3-4 bữa thôi rồi bận cổ đi làm mà tới khuya lận, mà con thấy nhiều khi bà về khuya quá mình đâu có cho bà nấu được. Rồi mình cũng muốn bà nấu, thành thử ra tâm lý nó lộn xộn với nhau, mà thật sự là mình cần người phụ nữ của gia đình thật, chưa thể gọi là tật xấu đâu. Thật ra do công việc, nhất là cô gái này rất là năng động, rất là thích làm việc, phải tìm một cái tật xấu nào đó mà nó rất là bản chất của người phụ nữ á. Chắc của người phụ nữ anh, ví dụ như càm ràm nói nhiều. Nếu mà càm ràm thì chắc con thừa nhận là con thôi cứ để vợ kể, còn bây giờ con kể cái tật xấu của vợ đi. Có ghen không? Dạ vợ con ghen dữ lắm cô. Đó cô nào đó mà nhắn tin hay là không nhân viên thôi con, nhân viên thôi nhắn tin cho con thôi là cổ cũng lồng lộng lên rồi. Lồng lộng cái mức lồng lộng nó như thế nào con? Cái chữ lồng lộng nó dễ sợ đâu. Hồi như thế nào, vụ gì? 1-2 giờ khuya mà nghe cái ton trên điện thoại, cái là giật điện thoại chụp coi coi gì chồng á. Không phải đâu cô, như con phải làm giá cho chồng con phải không cô? Ví dụ như bây giờ ổng cưới nhau mà ổng may nhắn cho ổng này nọ kia có, mình phải làm lớn lên để cho ổng biết là ổng có giá trị trong mắt mình. Dạ mà cái đó cũng là tật xấu của ảnh nữa. Anh kể hết đi, tới em kể cho. Chút nữa sẽ tới con chiếm diễn đàn sân khấu nè, của con. Cái cách sống thì sao nè, suy nghĩ có tích cực hay là tiêu cực hay là? Bả là siêu cực đoan luôn á cô. Rất là cứng đầu, nói về một cái chuyện là dẫn đường thôi. Con search Google Maps, con dẫn đường đi tới đoạn đó thì mình mới nghĩ là em ơi chắc cái chỗ này nó không có vô được đâu, mà nếu vô thì đi ra rất là khó. Không có, anh đi thử cho em coi đi. Đi. Không, nhưng mà bây giờ vô là bây giờ xe mình ra là không có được nha em. Thì anh đi em coi thử đi. Đi thì chứ là con chiều thôi chứ giờ làm sao. Rồi đi vô xong rồi cổ mới thấy là rồi em thấy chưa. Dạ thấy rồi, mở cửa bà đi ra bỏ lại con chứ là con hẻm. Nhưng mà hài vậy khoái đúng không? Anh cứ nói không được, có phải đi một lần cho biết anh. Là đi vào không biết thôi em đi nha, anh tự ra. Tự ra là biết mình sai đúng không? Dạ, lúc đó con biết, con có xin lỗi. Rồi, bước, vậy là... Là con bước đó. Rồi sao nữa nè? Cổ cứ lo cho người này, người nọ, người kia. Cứ là thân một chút xíu hoặc là gặp 2 lần là cổ lo rồi. Là lo lắng cho, lo người, ta, cho người ta rồi. Đúng không? Trong khi, anh nè, em lo cho anh trước đi. Thì là thật sự con muốn dành cái sự quan tâm đó của cổ cho con nhiều hơn. Cái điều mà con mong muốn vợ con thay đổi nhất là cái điều gì? Chắc là sự quan tâm. Sự quan tâm. Cần sự quan tâm đối với chồng, đúng không? Rồi. Rồi, tới con. Tới Yuna. Dạ, con kể nhưng mà dạ anh không được ấy em nha. Rồi, anh không có ấy đâu. Dạ, không có ấy à. Anh nói là con bị không quan tâm. Thì con thấy là không phải quan tâm. Nhưng mà những cái quan tâm ảnh không biết. Ví dụ, ảnh ngủ, ảnh không đắp mền. Thì con sẽ là người đắp mền cho ảnh. Các buổi sáng con dậy sớm, con nấu cơm sáng cho ảnh ăn.
Chỉ có khi mà hai vợ chồng luân chuyển công ty á, thì thời gian nó quá ít để khi mà chuẩn bị một bữa cơm sáng và bữa trưa thì bác con mới bị ngừng thôi. Và gần đây không có nên là anh nghĩ là con quên ảnh rồi, nhưng mà thật sự không phải quên, mà tại là quá ít thời gian để chuẩn bị ạ. Rồi con hãy khui tật xấu anh đi. Tật xấu của anh là cằn nhằn quá nhiều quá cô. Con làm một cái việc đó nhưng con muốn biết là nếu mà đi sâu nữa thì nó có kết quả hay là nó có hậu quả. Thì anh lại anh đã đi rồi và anh không muốn con đi vô nữa cái đường đó, là anh lại cằn nhằn. Và khi mà cằn nhằn thì con lại càng muốn làm. Thì cãi nhau, có một lần cãi nhau thì anh khóc. Trước giờ anh chưa từng khóc với ai hết, bất kỳ một phụ nữ nào ngoài mẹ anh thôi. Và anh ngồi đến khóc với con. Thì con lúc đó con mới là à, lúc đó là con cảm giác là con quá đi quá giới hạn rồi. Một người đàn ông mà khóc trước một người phụ nữ thì anh cảm giác là anh dành tình yêu cho con rất là nhiều. Và anh muốn duy trì cái hôn nhân này nhiều hơn là con. Tại vì con lúc nào con cửa miệng con cũng là ly hôn đi. Còn ảnh là lúc nào cũng im lặng. Xong rồi sau khi con ngừng hết giận rồi thì ảnh sẽ bắt đầu ảnh dịu lại cho con. Thì con nghĩ là tật xấu của con chứ không phải là của chồng. Nhưng mà chồng cằn nhằn quá nhiều. Con cảm giác là con không phải là quá trẻ để không biết điều đó sai. Nhưng mà khi cằn nhằn nhiều quá là con muốn làm. Dạ. Làm cái lợi gan đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ con mong muốn Long thay đổi cái điều gì? Về cái khoản mà nấu ăn á, thì những ngày rảnh mình cũng có thể nấu vun vén cho gia đình được. Và khi em nấu ăn rồi anh sẽ dọn dẹp tất cả thứ. Thì anh vẫn làm điều đó nhưng mà anh lại cằn nhằn. Thì con không muốn anh cằn nhằn trong những lúc làm việc đó. Thì theo cô, trong thời gian tụi con chưa có con, hai đứa đều thứ nhất là phải gọi là chấp nhận cái chưa tốt cũng như cái tốt của nhau. Và cái thứ hai là tụi con phân bổ cái thời gian dành cho nhau và dành cho công việc, nó phải hợp lý. Đừng có để đến cái lúc mà chẳng hạn như là mình mất nhau đó, nó phí lắm con, phí lắm luôn. Dạ. Đó. Có điều gì muốn nói với vợ không? Thì chỉ hy vọng là sau này hai chồng mình có thể cùng hướng đến cái mà vun vén hạnh phúc cho hai vợ chồng mình thôi. Còn thật sự ra ở ngoài hay như thế nào đi chăng nữa thì người đi đến cuối con đường với em là anh. Em có gì muốn nói với anh không? Em chỉ muốn là mọi vấn đề mình sẽ giải quyết với nhau bằng lời nói. Còn lời nói không được thì mình lấy cái tình cảm mà khi ban đầu mình đến với nhau để mình nhớ lại và mình bỏ qua những cái lỗi lầm của nhau trong cuộc sống. Biết đâu được trong tương lai, 1-2 năm sau mình có thể sắp xếp những công việc của mình thì mình có thể đón bé nhanh hơn. Nhưng mà... đợi được. Ok. Hay quá. Rồi, chúc mừng hai vợ chồng sẽ có một cái sự sắp xếp làm sao để mà đồng nhất trong cuộc sống luôn luôn hạnh phúc nha. Cảm ơn hai đứa nha.